sẽ dùng cục khoai sắn này làm mồi bài chuột. Ui, sập nha mọi người. Đây, ô. Tiết kiệm hay. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hoàng Thái Bình. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì cũng gần tối rồi mọi người ạ, nên là mình sẽ đi vào rừng này bẫy chuột nhá. Bởi vì là dạo này ở trên nhà ăn rau hoài cũng ngán, nên là đi vào rừng kiếm một ít thịt rừng về để ăn cho đỡ ngán nhá. Giờ thì mình sẽ đi. Không biết là còn có chuột không, bởi vì ở trên chỗ mình thì họ săn bắt rất là nhiều, nên là mình sẽ đi thử bẫy xem là sáng mai có được con nào để nấu sẵn ăn không. Cua này nó mất cảm được. Ui, tất cả mình giờ mình đã đến nơi rồi nhá. Trong rừng cũng hơi tối rồi đấy. Sẽ đi xem đây xem có chỗ nào mới được không. Mình bật flash lên nhá. Trời, hơi tối mọi người ạ. Ồ, chỗ này như là cũng có này. Mình sẽ đặt một cái bẫy luôn nhé. Dọc theo đây cũng có chuột qua này. Mình sang bên này xem đó. Ở chỗ này này, mình sẽ đặt một cái đây để mình xem nào. Rất là đường là rất mới luôn. Cái tháp tối nên mình có mang theo đèn nhé. Mình sẽ dùng cục khoai sắn này làm mồi bài chuột. Cái bẫy này thì cũng dùng đơn giản thôi, móc vào này mình phải móc cho chắc chắn, con chuột nó ăn mà mình không lấy hết phần mồi này đi. Được rồi mọi người ạ, bây giờ mình sẽ đi sang chỗ khác. Mình vừa tìm thấy khe đá này, một đường trôi đi qua này. Từ trên này xuống mình sẽ bẫy ở đây, sau đó buộc vào cây này. Trong này thì rất là đẹp luôn. Mình vừa phát hiện đây có dấu chân chuột. Đây mọi người xem. Không biết ở trong hang là từ trên này xuống. Thì mình sẽ bẫy một cái đây. Mình sẽ lấy lá che vào cho chuột nó đỡ bị phát hiện con dây. Từ đây lên trên kia còn là cái đắc rồi. Cái đắc này vẫn còn non, vẫn chưa có quả. Khi nào có quả thì chuột cũng có ăn đấy mọi người. Họ đang vác măng lên về thôi mọi người ạ. Về mùa này cũng là mùa măng. Cái vách đá này đây. Wow, chắc chỗ ta đi qua đến đường rất là trơn. Mình sẽ bấy một cái đây luôn. Hôm nay không biết ai đã chặt măng đây. Mình cứ tưởng con gì ra hết cả mình từ trên kia nhìn xuống này, nhưng mà họ ra đây chặt măng thôi, là măng nữa. Mùa này măng nữa cũng gần hết rồi, tìm kỹ thì mới thấy. Thôi mình cố bấy nốt từ đây xuống dưới nữa là đi về. Qua phần ở dưới này nó hết rừng rồi, nên là mình sẽ quay trở lại trên kia. Ui, đường rất là rộng luôn. Đây mọi người, nước đầu nguồn chảy ra trong này ra này. Đã bẫy một cái ở đây, thật có được con này. Đây chỗ này rồi nhé. Đây là cái cuối cùng, nên là mình cho ăn to một tí xem có được con nào to không. Được rồi mọi người ơi, mình đã bày xong rồi. Bây giờ sẽ đi về. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Sáng nay thì mình dậy rất là sớm để đi thang máy này. Không biết là có được con chuột nào không. Mình sẽ đi theo đường rừng. Vì là con đường hôm qua mà mình xuống bẫy chuột đấy. Thời gian sớm này rất là nhiều xương động trên lá cây. Mình đi sợ ướt hết. Trong rừng mà trời vẫn còn chưa sáng mấy. Mình sẽ đi thăm bẫy từ dưới này xuống dưới kia luôn nhá. Bởi vì hôm qua thì mình bẫy hai cái cuối cùng ở dưới này. Xem mà cái đầu tiên có sập không nhá. Ủa, không sập mọi người ạ. Lấy ra thì có chuyện rồi. Thôi mình sẽ dọn bẫy luôn nhá. Bởi vì ngày mai là mình không rảnh rồi. Bây giờ thì sẽ lên trên kia xem nó có sập bẫy không. Ui, cái này nó sập này mọi người. Đây. Hình như con chuột nó thoát rồi mọi người ạ. Đây. Hôm qua mình bẫy trên này mà. Ôi tiếc thế nhỉ. Giờ thì xuống dưới kia đi thăm các bẫy còn lại xem có được con nào không. Còn 6 cái ở dưới kia. Xem cái thứ ba không có sập không. Cũng không sập nốt. Trời ơi, Đây, đường này nói rất là chân tôi sẽ cảm thấy con chuột nó đi qua nhỉ. Cái này nó có ăn này một người. Đấy, mọi người xem. Đây, có ăn nhưng mà sẽ là chuột nhỏ thôi nên là không sập được. Sẽ xem cái này xem có sập không. Ui, sập này mọi người. Đây, ô. Ui giời ơi, quá to luôn mọi người ơi, đây. Wow. Để mọi người xem, con này con đực đấy. Ui, rất là to luôn nè. Con này như là chuột nhắc đấy mọi người ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kết thúc. Đây, cái cuối cùng rồi mà cũng không sập. Ồ, chán thế nhỉ. Trời mưa rồi mọi người ạ. Đây cũng sắp đến nhà rồi. May là không ở trong rừng nữa, không thì tí phải trú ở trong rừng. À không, mình có mang áo mưa mà. Rồi thì về cũng gần đến nhà rồi nhé. Hôm nay thì cũng không may mắn mấy, nhưng mà được một con lạc cũng được rồi mọi người ạ. Cũng có thịt để ăn rồi. Giờ mình sẽ mang về nấu sáng nhé. Mà về đến nhà rồi á. Bây giờ mình sẽ sơ chế con chuột để nấu sắn nhé. Sơ chế cũng đơn giản thôi, mình sẽ nhổ lông. Để nhổ được lông mình dùng cho bếp này để bôi vào con chuột, sau đó mình nhổ sẽ dễ dàng hơn. Đã sơ chế xong rồi. Bây giờ lấy ra đây để nướng này, nướng cho nó khô. Rồi tí mình chặt và xào bánh gừng nhé. Thì cái bì cũng đã chặt xong rồi, mình sẽ xào. Mỡ cũng già rồi, mình đổ thịt chuột vào. Gia vị cho vào thì cũng đơn giản thôi, cho muối này và cho thêm mì chính vào. Đây, mì chính này, cho thêm gừng vào nhé. Đây, thịt chuột thì cũng sắp chín rồi nên mình sẽ cho nước vào nhé. Cho nước vào mới ngon mọi người ạ. Mình thì thích thịt chuột xào ngừng này, sau đó cho nước vào. Đấy, tí mình còn được dùng nước làm canh để chăn cơm nữa. Thịt chuột xào ngừng này cho nước vào, lấy canh chăm cơm thì quá là ngon luôn mọi người nhé. Đây mọi người, mình cũng đã nấu xong rồi. Và đây là một bữa cơm có thịt của nhà Bình. Bây giờ thì mà tất cả mọi người ăn sáng cùng nhà Bình. Bình thích ăn nhất là chăn canh này mọi người ạ. Rất là ngon luôn. Video hôm nay thì sẽ dừng lại đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video để mình có động lực làm nhiều video mới hơn nhá. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.